đường Trần Văn Lai đi từ ngã ba giao cắt với đường Phạm Hùng, cổng khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì tới ngã ba giao cắt với đường Vũ Quỳnh, cạnh tòa Sơ Man ở Thao ở. Đường dài 850m, rộng 17,5m. Một số địa điểm nổi bật trên đường Trần Văn Lai: nhà hàng Lẩu Nấm Hoàng Gia, nhà hàng Tung Tan Si, quán đường Hàn Quốc Gogi House, trường trung học cơ sở Mỹ Đình 1, trường mầm non Green School Mỹ Đình, trường Marie Curie Mỹ Đình. Tên đường Trần Văn Lai được đặt vào tháng 12 năm 2011. Đường Trần Văn Lai đi từ ngã ba giao cắt với đường Phạm Hùng, cổng khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì tới ngã ba giao cắt với đường Vũ Quỳnh, cạnh tòa Sơ Man ở Thao ở. Đường dài 850m, rộng 17,5m. Một số địa điểm nổi bật trên đường Trần Văn Lai: nhà hàng Lẩu Nấm Hoàng Gia, nhà hàng Tung Tan Si, quán đường Hàn Quốc Gogi House, trường trung học cơ sở Mỹ Đình 1, trường mầm non Green School Mỹ Đình, trường Marie Curie Mỹ Đình. Tên đường Trần Văn Lai được đặt vào tháng 12 năm 2011. Đường Trần Văn Lai đi từ ngã ba giao cắt với đường Phạm Hùng, cổng khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì tới ngã ba giao cắt với đường Vũ Quỳnh, cạnh tòa Sơ Man ở Thao ở. Đường dài 850m, rộng 17,5m. Một số địa điểm nổi bật trên đường Trần Văn Lai: nhà hàng Lẩu Nấm Hoàng Gia, nhà hàng Tung Tan Si, quán đường Hàn Quốc Gogi House, trường trung học cơ sở Mỹ Đình 1, trường mầm non Green School Mỹ Đình, trường Marie Curie Mỹ Đình. Tên đường Trần Văn Lai được đặt vào tháng 12 năm 2011. Đường Trần Văn Lai đi từ ngã ba giao cắt với đường Phạm Hùng, cổng khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì tới ngã ba giao cắt với đường Vũ Quỳnh, cạnh tòa Sơ Man ở Thao ở. Đường dài 850m, rộng 17,5m. Một số địa điểm nổi bật trên đường Trần Văn Lai: nhà hàng Lẩu Nấm Hoàng Gia, nhà hàng Tung Tan Si, quán đường Hàn Quốc Gogi House, trường trung học cơ sở Mỹ Đình 1, trường mầm non Green School Mỹ Đình, trường Marie Curie Mỹ Đình. Tên đường Trần Văn Lai được đặt vào tháng 12 năm 2011.